1 hour later. Qua tình huống trên thì chúng ta có thể thấy được rằng việc sở hữu một chiếc camera quan sát trong nhà là vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp ích cho gia đình chúng ta những tình huống mà không thể lường trước được. Và sau khi tìm hiểu thì mình đã quyết định đầu tư cho gia đình một chiếc camera quan sát từ một thương hiệu rất là nổi tiếng. Vậy thương hiệu camera đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé! Dòng camera giám sát mà mình lựa chọn lắp đặt là Imo Bullet 2i với nhu cầu là quan sát ngoài sân nhà mình. Bullet 2i là phiên bản camera ngoài trời mới nhất của Imo năm 2020. Bên trong hộp thì sẽ bao gồm một camera, một sách hướng dẫn, một tấm định vị, một nguồn adapter, một gói vít và một đầu nối chống nước. Bullet 2i sở hữu ngoại hình đẹp mắt, chuẩn chống nước theo IP67, chất liệu cứng cáp, có anten kép và MIMO, ống kính 2.8 với góc nhìn rộng 120 độ, tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh. Đây là khe cắm thẻ nhớ microSD, dung lượng tối đa là 256GB. Camera được hỗ trợ cả hai kết nối Wi-Fi và LAN. Mạng Wi-Fi đảm bảo cài đặt linh hoạt hơn, trong khi LAN cung cấp trải nghiệm ổn định hơn cho truyền dẫn cảnh quay. Bạn có thể lựa chọn dựa trên nhu cầu của mình nhé. Bạn có thể tự lắp đặt camera Bullet 2i tại nhà, chỉ cần dùng tô vít nới lỏng phần thân camera và xoay góc bạn mong muốn, sau đó thì vặn trắng trắng lại. Sau một thời gian sử dụng thì mình có những đánh giá ưu điểm về Imo Bullet 2i như sau. Đó là chất lượng hình ảnh HD rất là rõ nét, thậm chí là vào ban đêm. Chuẩn thiết kế IP67 có khả năng chống chọi với thời tiết dù là ở ngoài trời. Chuẩn nét H265 tối ưu băng thông mạng, tiết kiệm bộ nhớ cho thẻ nhớ rất là nhiều. Tích hợp AI phát hiện chuyển động của con người, sau đó gửi đến điện thoại để chúng ta có thể phát hiện kịp thời những vị khách không mời mà đến. Nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều ưu điểm của dòng camera này, hãy lên Imo Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và nếu như các bạn thích, hãy bấm like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Chào!